mùa này mà ăn được một cái chén bánh lọt mềm tan, dai dai giòn giòn như vậy và béo ngậy thì thật là ngon, tuyệt vời các bạn. Cái món bánh lọt này lúc trước mình có làm bằng gạo xay, tuy nhiên nó hơi cầu kỳ cho nên hôm nay mình làm lại với một cái phiên bản hoàn hảo hơn, là mình làm bằng bột bột khô các bạn. Nhưng mà cái con bánh lọt rất là ngon. À, mặc dù đây là ép bằng cái khuôn ép khoai tây nhưng mà có con bánh lọt rất là ngon. Mình sẽ làm chung thêm cái hạt lựu nè, cái xương sa bỏ vào ăn chung nè, xanh xanh đỏ đỏ đen đen là rất là ngon luôn. Clip hạt lựu thì mình đã đăng rồi và rất là nhiều người đã thành công, rất là dễ làm. Và cái xương sa thì nó có sẵn cái gói bột bán ở siêu thị, mình chỉ cần mình về mình nấu khoảng chừng 5 phút là mình có mình ăn thôi à. Ngày mai mình làm bánh thì hôm nay mình sẽ ngâm nước vôi. Thường thì các bạn sẽ ngâm nước vôi trước 1 ngày, 2 ngày, hoặc là nếu mà gấp quá thì các bạn ngâm ít nhất là 6 tiếng để cho nước vôi nó lắng trong. Vôi này á, là vôi ăn trầu á các bạn. Tức là ngày xưa người ta hay lấy cái này để ăn trầu, quét vô vào trong lá trầu á để ăn. Thì thường á, là các bạn sẽ mua cái màu trắng, đừng có mua cái màu hồng, người ta nhuộm màu á, mình khó làm bánh lắm. Và khi các bạn mua á, mới mua thì nó sẽ có nước và nó sệt sệt, còn mình mua cũng lâu rồi thì nó bị khô nước. Thường á là cái công thức là mình làm 15 gram vôi, sẽ dùng 1 lít nước mình pha với nhau để mình lắng trong. Thì nếu mà các bạn không có thích mùi vôi nặng thì các bạn có thể làm 10 gram trên 1 lít nước nha. Nhưng mà mình thấy cái tỷ lệ của mình cũng không quá đậm đặc các bạn. Có nhiều người người ta làm 50 gram trên 1 lít nước luôn á. Thì tùy theo các bạn muốn, mình muốn như thế nào thì mình làm như thế nấy nha. Hôm nay mình làm 2 lít nước, mình để dành mình làm bánh cũng nhiều á, cho nên mình sẽ cân là 30 gram. Và cái 30 gram này á là mình sẽ đi nướng. Trong trường hợp các bạn mua cái vôi mà dạng sệt á thì các bạn bỏ vào trong giấy giấy bạc các bạn nướng cũng được nha. Vôi mà nướng thì người ta kêu bằng vôi tôi á, thì ngày xưa người ta ngâm nước vôi trong người ta hay nướng lên các bạn. Là nếu mà các bạn không nướng cũng được nha. Bây giờ mình sẽ đi nướng cục vôi này lên. Thường á, là mình để trên miếng giấy bạc để mình nướng, do cái giấy bạc nó chá cái đèn cho nên mình sợ các bạn không thấy, cho nên mình sẽ gỡ ra nha, nó hơi dơ một xíu. Mình thấy bà ngày xưa làm cái cục vôi này vùi ở trong than kêu bằng vôi tôi. Thì cái vôi này các bạn nướng cho nó cứng chắc lại là được rồi. Nó hơi bị ngã vàng vàng á, cứng hơn lúc nãy á. Rồi mình được rồi, mình tắt bếp. Rồi mình sẽ được cái vôi như thế này. Đây là 2 lít nước mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vôi vào, nó còn nóng á các bạn. Mình để cho nó bớt nóng. Mình sẽ bóp ra cho nó tan đều ở trong 2 lít nước này. Rồi mình để nó lắng trong. Mình sẽ khuấy cho nó tan đều rồi mình để yên lặng cho nó lắng trong nha các bạn. Mình sẽ đậy lại để lỡ có con gì nó chui vô. Bánh ngày xưa làm từ gạo á các bạn. Thì thường ông bà của mình hay tẻ gạo, tẻ bột, tức là khi mà bột đã xay về thì ông bà sẽ ngâm ngâm nước với nước 3 ngày. Cứ mỗi ngày thì mình sẽ thay nước từ 2 tới 3 lần, gọi như vậy là để tẻ bột, có tác dụng là giúp cho bột mình dai ngon hơn. Thì hôm nay mình sẽ làm theo cái cách này với cái bột khô. Thì cái bột khô khi mà bạn ngâm nó cũng có thời gian để nở. À, đây là 1 lít nước, 50 g bột gạo và 50 g bột năng. Mình sẽ cho vào mình ngâm qua đêm. Nếu mà các bạn có thời gian thì mình ngâm, mình thay nước thường xuyên, còn hôm nay buổi tối rồi mình ngâm mình không có xa tha thay nước. Và thường cái khí hậu Việt Nam nó rất là nóng các bạn, nếu mà mình ngâm như thế này là nó dễ chua bột của mình lắm. Mình sẽ dặn vào trong bột 5 g muối. 5 g là cái lượng hơi là mặn đó các bạn, mình phải ngâm nó hơi mặn mặn một xíu thì bột mình nó không bị chua và nó có cái độ dai. Thì bây giờ mình cũng quậy và mình để lắng trong. Rồi mình sẽ để lắng trong, mình đậy lại để lỡ có con thằn lằn nó chui vào. Mà ngày mai mình làm bánh nha các bạn. Đây là cái phần nước vôi mà mình đã lắng được một đêm.
Thì khi các bạn lắng được một đêm thì nó sẽ trong như thế này, và ở dưới đáy nó sẽ đóng cái vòi ở phía dưới nè. Mình chỉ lấy nước trong và không có lấy cái nước đục. Nước đục nó lắng ở dưới đây nè. Và các bạn có thể thấy ở trên mặt của nó có cái lớp vôi nó đóng màng á. Mình dán cái lớp màng này, mình bỏ cái bọt màng ở trên này ra thì vôi mình nó sẽ trong hơn nha. Và cái lượng nước vôi hôm nay mình cần đó là 300ml. Mình sẽ chế 300ml vào đây. 300ml này mình sẽ xay với 40g lá dứa để mình lấy 200ml nước vôi trong lá dứa. Bây giờ mình xay lá dứa. Mình xay lá dứa với nước vôi trong nha các bạn. 40g lá dứa. Nếu mà các bạn không có lá dứa thì mình làm màu trắng, mình pha màu lá dứa cũng được. Mình sẽ cho 300ml nước vôi trong vào đây luôn. Khi mà các bạn xay cái lá dứa với cái nước vôi trong á thì nó sẽ hơi có bọt và nó màu rất là đẹp. Các bạn có thấy màu mạ non rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ lược nó ra. Mình sẽ cần 200ml nước lá dứa. Vậy là nó dư một xíu như thế này nè các bạn. Đây là 200ml nước lá dứa. 200ml mình cho vào đây luôn. Còn đây là cái bột gạo và bột năng mình đã ngâm được một đêm. Thường là các bạn ngâm như thế này, bột nó sẽ dai và rất là ngon. Và hồi hôm qua mình ngâm với đây là 50g bột gạo, 50g bột năng và 1 lít nước. Bây giờ mình sẽ rót bỏ cái phần nước lắng ở phía trên. Tổng cộng là mình bỏ là 850ml nước. Vậy là cái phần này của mình sẽ còn là 150ml nước. Vậy mình sẽ thêm vào đây là 50ml nước, là cho nó chẳng 200ml nước. Mình cho thêm vào đây 50ml nước. Cái hỗn hợp mà hồi nãy mình bỏ cái nước cũ và mình thêm cái nước mới vào, thì bây giờ mình sẽ cho vào trong nước lá dứa vôi trong luôn. Khuấy đều vào và mình rót vào đây luôn. Tại vì mình lắng một đêm nó hơi bị đặc ở dưới đây nè các bạn. Mình nếm thử cái gạo của mình nó không có bị chua, do mình đã dặn muối vào. Nhưng mà cái lượng muối đó mình đã bỏ cái nước đó ra rồi. Tuy nhiên nó vẫn sẽ mặn đó các bạn. Mình sẽ chế vào trong hỗn hợp này luôn các bạn. Ngoài ra thì mình có thêm ở đây là 5g bột khoai tây. Mình dùng cái bột khoai tây của Vĩnh Thuận, tên tiếng Anh của nó nè các bạn. Thì các bạn dùng cái loại bột khoai tây nào cũng được. Khoai tây nó giúp cho cái bánh của mình nó hơi giòn giòn. Sẽ cho vào đây luôn. Và do hôm qua mình có cái lượng muối để giúp cho cái bột mình không bị chua, thì hôm nay mình sẽ dặn lại bằng cái lượng đường. Hôm qua là 5g muối thì hôm nay mình sẽ dặn lại là 5g đường vào đây. Và mình cho vào đây một muỗng cà phê dầu ăn, tức là nửa muỗng canh cái này nha các bạn. Khuấy đều lên. Rồi mình sẽ đi khuấy ở trên bếp. Đây là một cái nồi nước để một lát mình luộc bánh cho nó ngon hơn nha các bạn. Thì mình bắt sẵn một nồi nước 2 lít như thế này để đây sẵn. Khi nào bánh bột của mình gần đạt thì mình bắt đầu nấu cho nó sôi lên. Bây giờ thì mình chưa có bật lửa, và mình sẽ bật lửa để mình khuấy cái bột của mình trước. Cái bột này dự định khuấy khoảng chừng 40 phút. Nếu mà các bạn quen tay thì các bạn khuấy lửa vừa, thì các bạn sẽ khuấy khoảng chừng 20 cho tới 30 phút tùy theo cái lượng bột các bạn nấu trên bếp. Tuy nhiên là nếu mà lần đầu tiên mà mình làm cái bánh này, hoặc là những lần trước mình làm không thành công, thì lần này mình nên khuấy lửa vừa để mình có thể kiểm soát được cái bột nó đặc khi nào. Ban đầu các bạn có thể để lửa nó hơi lớn. Khi mà bột đặc thì các bạn có thể cho nó nhỏ lại hơn một xí. Và nếu mà mình để lửa quá nhỏ thì mình khuấy cái này rất là lâu. Bản thân mình khi mà mình khuấy cái này với lửa vừa nhỏ như thế này cũng tốn thời gian. Với cái bánh lọt này các bạn, cái công thức không quan trọng, mà quan trọng cái thời gian mình khuấy ở trên bếp, lửa như thế nào và khuấy như thế nào. Thì khi mà nước nó chưa có nóng, bột nó chưa có nóng, thì mình có thể khuấy từ từ. Và khi nào mà các bạn khuấy mà cái cảm thấy ở dưới đít nồi nó bắt đầu dính bột, thì mình phải khuấy nhanh tay cho bột nó không bị vón lại. Nếu mà trong quá trình khuấy của mình mà để bột nó vón là coi như mình
dễ làm thất bại lắm. Cái món bánh lọt này rất là dễ làm các bạn, nhưng mà nhiều người bị thất bại. Bản thân mình cũng đã thất bại rất là nhiều lần rồi. Mình đã có đăng một cái clip làm bánh lọt bằng bột gạo xay và nước tro bếp. Và lần này mình muốn làm lại cái công thức bánh lọt này với cái công thức bằng bột khô, để các bạn nào ở nước ngoài các bạn có thể tiện làm. Tuy nhiên cái công đoạn làm nó cũng không có dễ dàng các bạn. Các bạn có thể làm xề xòa được, các bạn có thể làm đơn giản được, nhưng mà nó sẽ ra cọng bánh lọt không ngon. Nó giống như cái cục bột mình đi nấu lên, chứ nó không có ra cọng bánh lọt. Và đây là lần mình thử nghiệm với cái bột gạo ngâm, cho nên mình làm một cái lượng nó hơi ít. Do đó khi mà bỏ công làm thì các bạn có thể làm được 200g hoặc 150g tùy các bạn, tùy theo gia đình mình ăn nhiều hay ít. Thì với cái lượng bột 100g bột như thế này thì mình làm chắc khoảng được 5-6 ly bánh lọt thôi, rất là ít. Thì mình sẽ canh thời gian, tuy nhiên cái thời gian nó sẽ không chính xác đối với mỗi lần mình làm, tại vì nó sẽ phụ thuộc vào cái lửa các bạn bật nó như thế nào, cái bếp nhà bạn nó mạnh hay nó yếu, cái lượng bột nước các bạn khuấy ở trên bếp nó nhiều hay ít thì thời gian nó cũng lâu hay mau. Do đó là mình sẽ cố gắng mình quay chi tiết công đoạn làm, khi nào thì bột nó đạt, chứ mình không có nói thời gian. Và nếu mà mình nói thời gian là mình nói cái thời gian cho cái bột mình đang khuấy ở trên bếp, và nó chỉ mang tính chất tham khảo. Mình khuấy được 5 phút là bắt đầu cái ở dưới đít nồi mình nghe nó nặng rồi các bạn. Thì mình có thể giảm nhỏ lửa một xí, các bạn đừng giảm nhiều quá, mình khuấy rất là lâu nha. Hoặc là mình nhanh tay mình khuấy. Và khi các bạn làm cái này, các bạn nên chọn cái chảo hoặc cái nồi có cái đá dày, để khi mình khuấy nó hạn chế bị khét. Và nếu không có chảo hoặc nồi đá dày thì mình có thể dùng cái chảo chống dính để nó đỡ bị khét hơn nha. Và nó đặc như thế này là mình sẽ nhanh tay nè. Và khi mà nó đặc như thế này thì các bạn bắt cái nồi nước này cho nó sôi nha. Và lúc này các bạn phải khuấy nhanh tay nha các bạn. Nếu mà các bạn không nhanh tay thì mình dặn nhỏ lửa lại một xí. Và cái lửa mình đang để ở cái chỗ này nè các bạn. Đó. Mình phải nhanh tay thì nó không có bị vón nha. Và trước khi các bạn khuấy như thế này, các bạn nhớ chuẩn bị cái khuôn ép. Nếu mà các bạn ra ngoài chợ, các bạn mua cái khuôn ép bánh lọt, người ta bán rất là nhiều cái loại khuôn bánh lọt, để cho người ta kinh doanh, người ta chà được nhiều bánh lọt. Tuy nhiên nếu mà không có thì các bạn không có ở Việt Nam thì các bạn thể dùng cái đồ ép khoai tây như thế này. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái lỗ tròn này nè. Cái lỗ này nó sẽ to hơn cái lỗ tròn so với người ta làm cái khuôn bánh lọt. Nó sẽ cho ra cái cọng bánh lọt nó hơi to hơn xíu các bạn. Cái bột nó đặc nhưng mà nó còn đục như thế này là nó chưa có chín. Có hai cái cách để làm bánh lọt. Một là các bạn sẽ khuấy như thế này cho đến khi mà bột nó trong và nó chín luôn. Thứ hai nữa là khi bạn khuấy cho nó đủ cái độ đặc của nó, mình sẽ ép khuôn vào trong cái nồi nước sôi và mình ngâm lại trong nước đá thì nó cũng ra được cái con bánh lọt, nhưng mà nó sẽ dễ hơn cái cách kia. Cái cách mà khuấy ở trên bếp các bạn dễ làm, nó sống lắm, tại vì mình canh không có được lửa. Còn cái cách như mình đang làm nè, là cái cách này là mình chỉ khuấy trùng ở trên bếp, sau đó mình luộc lại cái con. Giống như các bạn làm bánh canh đó thì nó sẽ dễ hơn. Mình khuấy nãy giờ được 10 phút rồi. Mình sẽ dặn bớt lửa lại một xíu. Nếu bạn nào biết cách khuấy rồi thì mình không có thể bỏ qua cái công đoạn này nha. Tuy nhiên cái công đoạn khuấy này nó khá là quan trọng. Nó quyết định cái sự thành công, cho nên mình muốn quay chi tiết hơn cho các bạn xem. Mình đang để lửa như thế này nè các bạn. Càng khuấy nhanh tay là bột của mình nó càng mịn và ngon nha các bạn. Chứ mà các bạn để nó ốc trâu hoặc là nó vón cục lại là coi chừng thất bại. Bột của mình nó gần được rồi các bạn. Và mình sẽ cho nhỏ lửa thôi. Như mình nói rồi, nếu mà các bạn làm nhỏ lửa quá thì các bạn khuấy rất là lâu. Và khi các bạn quen tay thì các bạn khuấy lửa vừa rất là nhanh, khoảng chừng nửa tiếng. Có nhiều người ta khuấy nhanh hơn, là khoảng chừng 20 phút là người ta khuấy được rồi. Cái khuôn này các bạn nhớ đi nhúng nước á, thì một lát mình rửa dễ. Mình chuẩn bị nước đá đồ luôn nha các bạn. Các bạn kiểm tra nó còn chảy mạnh như thế này thì chưa được, nó chảy yếu hơn một xíu. Cái nồi nước mình sôi rồi á, mình có thể dặn nhỏ lửa để mình giữ cho nó nóng. Để một lát mình luộc bột nha. Cái nồi bên đây mình cũng gần đạt rồi.
Còn nếu mà các bạn cái nồi nước này sôi mà cái này chưa đạt thì chưa có đạt nhiều thì các bạn tắt đi, hầm bật lại. Khi mà các bạn thấy ở dưới đít nồi nó có cái lớp trong trong á, nó trong trong mà làm mình không khuấy là nó chín ở dưới đít á. Và cái bột của mình khi mà mình bỏ nó lên nó chảy chậm chậm như thế này, nó không chảy quá nhanh mà cũng không chảy quá chậm nha. Nó như thế này nè các bạn. Tại vì các bạn làm bột đặc quá thì mình ép con lọt nó không có ra cái đuôi. Hoặc là các bạn muốn ăn giòn hơn thì các bạn cho nó khô hơn cái này một xíu. Một lát mình sẽ cho thành phẩm khô hơn cái này một xíu. Con bánh lọt không đẹp nhưng mà giòn ngon hơn. Mình đã tắt bếp rồi. Mình vẫn khuấy khoảng chừng 2 phút. Cái nồi nước của mình á, nó sôi rồi. Và các bạn sẽ dặn nó nhỏ lửa để nó giữ cái độ nóng. Nhưng mà đừng có để nó sôi mạnh quá, nó sẽ làm cái con lọt của mình nó bị đứt. Mình sẽ bỏ bột vào trong đây, mình ép xuống đây. Các bạn sẽ để nó cao cao một xíu, nàng xíu là cho con lọt nó có cái độ nhảy từ trên độ cao xuống dưới đây thì nó sẽ ra nó thon gọn hơn. Mình để nó sát, tức là cái nước mà nó sát cái này quá nè thì nó sẽ mập, cái con lọt nó sẽ không thon gọn. Và khi các bạn để thì nó đừng có đầy cái khuôn quá, mình khó ép 2/3 so với cái khuôn. Các bạn ấy nhẹ tay thôi. Nhẹ tay và tự nó sẽ rớt xuống. Hoặc là mình rung rinh cho nó rớt xuống. Đó, các bạn thấy nó tự chảy không? Mình ấy rất là ít. Mình cầm cái cây này mình ấy rất là nhẹ. Và các bạn nhớ di chuyển cái con lọt này nha. Cái chỗ nào mà không có con lọt mình hãy cho nó rớt xuống. Tại nó rớt trùng bên nhau nó dễ bị ấy lắm. Nó trùng lên nhau á là nó dễ dính vào nhau á. Mình di chuyển khắp cái nồi. Bởi vậy các bạn làm cái nồi to á, mình di chuyển xung quanh cái nồi, các bạn ép mà nó mới rớt á, nó không tự rớt là nó sẽ ra con bánh lọt không đẹp nha. Và khi các bạn thấy con lọt nó nổi lên trên như thế này nè là nó chín rồi đó. Mình sẽ vớt nó ra, cái con nào nó nổi lên là nó chín rồi. Mình sẽ vớt nó ra, ngâm vào trong nước lạnh nha các bạn. Mình phải ngâm vào trong nước lạnh, nước đá lạnh thiệt là lạnh luôn á. Mình để nhiều đá trong đây nè. Nó bị sốc nhiệt, nó sẽ co lại và nó sẽ dai nha các bạn. Rồi mình sẽ làm tiếp cái phần con bánh lọt còn lại. Thì lúc mà các bạn mới ép xuống nước nóng á, khi các bạn vớt ra thì con bánh lọt nó khá là mềm luôn. Nó sẽ gặp lạnh, nó sẽ co lại và nó sẽ giòn ngon hơn. Và đây là con bánh lọt của mình đã làm xong. Các bạn nhớ là khi mà mình ép bánh lọt á thì mình ép được một mẻ này rồi cái thau, cái nồi ở bên bánh lọt của mình á, mình vẫn để nóng và mình ép tiếp nha các bạn. Các bạn để nó nguội là mình ép nó không có xuống được. Nó nguội thì nó sẽ không có tự chảy. Và khi mà nó nguội thì mình lấy tay mình ấn xuống thì nó sẽ không có ra cái con bánh lọt đẹp được. Hay là con bánh lọt của mình rất là đẹp, rất là ngon. Và cái con bánh lọt này mình cố tình làm nó hơi mềm. Nó dai nhưng mà nó mềm các bạn. Còn đây là cái con bánh lọt nó sẽ cứng hơn, cũng cùng một loại bột. Thì các bạn sẽ để khuấy trên bếp nó cứng hơn một xíu nữa, nó sẽ dai và giòn hơn. Mình sẽ xé cho các bạn xem. Nó dai và nó giòn hơn, rất là ngon. Tuy nhiên cái con này á thì nó không được đẹp, tại vì nó không tự chảy mà mình sẽ ép hơi nó xuống. Và cái con bên đây á, nó mềm, nó không dai bằng, nhưng mà cái con bánh lọt nó tự chảy. Khi mà nó tự chảy nó sẽ có đuôi hai đầu, rất là đẹp. Lúc nào các bạn cũng phải bảo quản có nước đá và một ít nước như thế này. Thứ nhất là giúp con bánh lọt lạnh ngon nè. Nó dai, nó ngon và nó đặc biệt là nó không bị dính vào nhau. Đó là lý do tại sao mà các bạn có thể thấy là ở ngoài tiệm, ở ngoài hàng người ta bán lúc nào người ta cũng để cục nước đá và một ít nước vào trong bánh lọt. Mình không có để bánh lọt ráo nước được. Tuy nhiên cái con bánh lọt này nó không phải mềm nha các bạn, nó vừa rất là ngon, nó không phải quá mềm. Đó, cái con bánh lọt của mình nè. Đó. Khi mà nó đứt nó có cái độ đàn hồi nè. Nó sẽ mềm mềm dai dai, hơi giòn giòn các bạn, rất là ngon luôn. Nếu mà các bạn nào muốn làm cái hạt lựu trong cái con bánh lọt á thì các bạn vào clip hạt lựu của mình nha. Cái clip mà dì Hai chia sẻ rất là chi tiết và làm rất là dễ. Còn nếu mà các bạn làm cái xương sáo thì mình cũng có đăng một cái clip làm xương sáo rồi, rất là ngon luôn. Mà hôm nay mình chỉ làm mỗi cái nước cốt dừa và nước đường để ăn với bánh lọt thôi. Thì thường cái bánh lọt này người ta sẽ ăn với cái nước cốt dừa các bạn. Và cái nước cốt dừa nó không có nấu đặc
mà nó sẽ là nước cốt dừa sống. Tuy nhiên các bạn nên nấu cho nó hơi chín chín, chứ các bạn đừng để nó sống thì để bảo quản không được lâu, và mình ăn với nước đường. Hôm nay thì mình sẽ thắng cái nước cốt dừa lon các bạn. Đây là cái nước cốt dừa lon mình mua này. Cái hàng này là hàng Thái Lan, và mình kia thấy thành phần ghi trong đây chỉ có nước cốt dừa và nước chứ không có bột. Thì cũng là lần đầu tiên mình dùng cái nước cốt dừa lon. Tại vì thường là mình dùng cái nước cốt dừa tươi nó sẽ thơm hơn. Nhiều khi mình sợ cái nước cốt dừa lon nó không thơm á. Nhưng mà cái loại nước cốt này rất là thơm, rất là ngon các bạn. Mình mua ở trong siêu thị á. Thường có một số bạn hỏi mình thắc mắc, lần trước mình chia sẻ cái clip làm rau câu á, nói sao hàng rau câu của Singapore mà lại có tiếng Việt. Tại vì khi mà hàng nhập khẩu về Việt Nam các bạn bắt buộc phải có tiếng Việt, hoặc là nếu mà không có tiếng Việt thì bắt buộc phải có tem phụ dán tiếng Việt vô đó. Thì đa số những cái công ty nhập khẩu họ sẽ nhập nguyên liệu và bao bì họ sẽ đóng gói tại Việt Nam các bạn. Như cái nước cốt dừa lon này nè, hoặc là một số ở ngay ở bên công ty mẹ, người ta sẽ làm sẵn cái tên tiếng Việt vào đây luôn để dễ lưu hành ở trong Việt Nam. Cái nước cốt này mình sẽ không có, mình chỉ nấu cho nó vừa sôi lên để cho nó chín thôi à, chứ mình không có làm cho nó đặc gì hết. Các bạn nhớ quậy lên nha. Mình sẽ thắng nửa lon này thôi à các bạn. Nửa lon này là 200ml nước cốt dừa. Mình sẽ cho lửa thấp nhất và cho vào đây 3 cọng lá dứa. Do là mình sẽ ăn với nước đường cho nên mình sẽ không nêm đường quá ngọt vào đây. Mình sẽ cho nửa muỗng cà phê muối và 2 muỗng dung đường. Mình sẽ khuấy lửa nhỏ cho đến khi nó hơi lăn tăn sôi là được ạ. Và cái thường thắng nước đường thì các bạn có thể thắng đường nào cũng được. Mình sẽ cho vào đây là 100g đường. Ở Việt Nam người ta thắng cái nước đường này, người ta không có để bột các bạn. Người thắng đường nước ít thì nó sệt lại. Thì mình sẽ cho vào đây 50ml nước. Các bạn sẽ nấu đường nó kẹo thì các bạn không cần phải thêm bột. Tuy nhiên đường mà nấu kẹo mà mình không có cái tỷ lệ chính xác á thì nó rất là dễ bị lợi đường. Cái nước cốt của mình ở vòng mép nó hơi sôi lên là được rồi. Tại vì các bạn nấu nó nhiều quá nó mất chất. Đó. Nó sôi được khoảng 80 độ C, 90 độ C. Mép chảo như thế này nè, nó nóng lên. Nó sôi lăn tăn mà mình tắt bếp là được rồi. Rồi cái đường này mình sẽ nấu cho nó tan. Khi mà các bạn nấu đường thì các bạn không cần phải khuấy cho nó để tự nó sẽ tan. Các bạn đừng khuấy, nó dễ bị lợi đường lắm. Mình nấu với lửa vừa thôi các bạn. Mình lắc nồi thôi. Và khi nó vừa tan hết đường, mình sẽ cho lá dứa vào, khoảng chừng 1 lá, 2 lá dứa. Cái nước này là nước nấu chín rồi á. Mình sẽ cho một muỗng cà phê vào đây. Khuấy đều. Khi mà các bạn nấu rồi, các bạn tắt bếp, các bạn cho nước lạnh vào, khuấy đều cho nó hòa tan từ ngược trở lại thì nó sẽ không bị lợi đường. Đây là bí quyết của bà mình làm. Và khi mà mình làm mứt cũng dễ bị lợi đường, người ta sẽ nhiễu vài giọt nước cuối cùng vào thì nó sẽ giúp cho đường của mình nó sẽ không bị lợi và nó ngon nha các bạn. Và đường của mình rất là ngon luôn nè. Chờ nguội mình sẽ ăn thôi. Thì nếu mà các bạn làm keo hơn một xíu vẫn được nha. Cái này nó còn nóng thì các bạn sẽ thấy nó lỏng, nhưng mà khi mà nó đặc, nó nguội thì nó sẽ hơi sệt sệt. Và mình tắt bếp rồi thì cái hơi nóng của đường nó sẽ làm cho cọng lá dứa này nó ra mùi thơm rất là ngon. Ngày xưa là mình để vani, nhưng mà vani nó sẽ không có ngon bằng lá dứa. Và nếu mà các bạn nào mà không có lá dứa thì mình có thể dùng bỏ vani vào đây. Rất là ngon, rất thơm. Và khi các bạn bỏ lá dứa vào đây thì cái tỷ lệ mà các bạn bị lợi đường nó cũng ít nữa. Sẽ ăn bánh lọt thôi. Cái nước cốt của mình rất là ngon các bạn. Thì ra cái nước cốt dừa lon này nó thơm chứ nó không có bị hôi. Lần trước mình mua cái loại nào nó bị hôi, cái mùi khó chịu lắm, cái mùi không có tự nhiên á. Mặc dầu nó cũng có cái hương trong đây nhưng mà hương nó hơi nhẹ. Rất là ngon các bạn. Và đây là cái nước đường của mình, rất là ngon luôn. Thường là mình thấy ngoài chợ người ta sẽ có cái giá và nó có cái đục lỗ.
Chứ mà các bạn dùng cái rây như thế này, khi mà gặm múc cái con bánh lọt thì nó không có múc được nước. Còn nếu mà các bạn mua cái giá mà nó có cái đục lỗ á, thì nó vừa nước, nước nó sẽ rớt đi bớt nhưng mà nó vẫn còn cái lượng nước. Còn mình múc như thế này á thì nó không có nước. Cái này có xương sa hạt lựu nữa là ngon các bạn. Cái lần cuối cùng mà các bạn ngâm nước trong bánh lọt là các bạn ngâm cái nước đun sôi để nguội nha. Mình sẽ có nước đường nè. Ngon quá. Và mình có nước cốt nữa. Mùa hè mình ăn cái này rất là ngon. Và mình sẽ uống thử cái nước. Rất là béo luôn mà ngọt vừa. Ngon lắm các bạn. Mình sẽ ăn bánh lọt nha. Con bánh lọt của mình nó lạnh á. Khi mà mình ăn vào á, mình nuốt nó còn lạnh nữa các bạn. Mà nó dai dai, nó hơi giòn, không có nghe mùi nước vôi trong các bạn. Rất là ngon luôn. Cái con bánh lọt của mình nó không quá dài và nó cũng không có quá ngắn. Nó có hai cái đầu nhọn và cái màu xanh của lá dứa nó vừa phải, cho nên nó rất là thơm mùi lá dứa. Và khi mà mình làm cái bánh lọt này, quan trọng ở lúc thời gian mình khuấy. Mình khuấy làm sao cho mình không bị mất cái màu lá dứa. Mình khuấy làm sao cho bột nó đạt ngon nhất. Khi mà các bạn thấy mình ép ở trên cái bếp thì các bạn thấy bột lỏng đến nồi chảy xuống. Nhưng mà khi mà cho vào trong nước lạnh, nó lạnh đột ngột, nó sẽ co lại thì nó sẽ làm cho cái cọng bánh lọt của mình nó dai và nó ngon hơn. Đó là một số lưu ý để cho các bạn làm thành công cái món bánh lọt này. Các bạn có thể dùng cái công thức này để các bạn kinh doanh. Mình đã làm đi làm lại rất là nhiều lần và lúc nào cũng thành công. Tuy nhiên nếu mà các bạn làm lần đầu thì các bạn sẽ canh bột hơi khó. Có thể là các bạn sẽ canh bột nó sẽ hơi lỏng hơn và nó hơi đặc hơn. Video clip của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ủng hộ kênh để mình có động lực làm thêm nhiều clip mới nha. Và đây là cái công thức mà mình rất là thích để làm ra một cái con bánh lọt rất là ngon. Tuy nhiên nếu mà các bạn nào mà có cái công thức bánh lọt ngon hơn nữa và đơn giản hơn nữa thì các bạn chia sẻ nha.